Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022, nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hội An, không khí Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã tràn ngập các nẻo đường ngõ phố. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân. Năm mới đến cũng mang theo những kỳ vọng và nhiều cơ hội cho hoạt động kinh tế xã hội của thành phố. Chợ Hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tại thành phố Hội An, các loại hoa như cúc, mãng đình hồng, mai vàng và quật cảnh, khoe sắc đã mang đến không khí xuân cho phố hội. Nhiều người đến chợ Hoa Xuân để chọn mua hoa cây cảnh trang trí nhà cửa trong dịp Tết, đồng thời ước vọng nhiều điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Thường thường là ở nhà năm nào cũng chọn mấy cục mãng đình hồng để cho nó có một cái đêm là cái may mắn cho gia đình đầu năm vậy thôi. Là dịch nó đi qua để cho dân tộc bà con người sinh sống cho nó yên ổn là cái mình cầu mong nhất. Năm nay, công tác trang trí của động trực quan được thành phố chú trọng, tạo không gian cảnh quan rực rỡ, chào đón Tết và mùa xuân mới. Từ mùng 4 Tết, thành phố Hội An sẽ tổ chức chương trình về phố hội du xuân. Trong đó, có các hoạt động như xin lộc đầu năm, cầu an tại các đình hội quán và viết lời ước nguyện đầu năm mới, chương trình áo dài xuống phố. Bên cạnh đó, các tour tham quan bằng xe điện kết nối điểm đến khu phố cổ với các làng nghề truyền thống và các điểm đến khác như công viên ấn tượng Hội An, công viên đất nung Thanh Hà, chợ phiên làng chài Tân Thành cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến với Hội An dịp Tết. Sau Tết Nguyên Đán, các hoạt động của Hội Tết Nguyên Tiêu cũng sẽ được thành phố tổ chức. Ngoài ra, để thu hút du khách, thành phố Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan cho du khách tham gia chương trình về phố hội du xuân. Đặc biệt, năm vị khách đầu tiên mua vé tham quan khu phố cổ vào ngày mùng 4 Tết sẽ được tặng vé tham quan làng rau Trà Quế và làng gốm Thanh Hà. Thì chúng tôi cũng muốn rằng phát huy những cái giá trị vốn có của Hội An về những cái giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như là những giá trị về làng nghề sinh thái để mà mang đến cho du khách những cái sản phẩm du lịch nó thật sự là phong phú, đa dạng và đặc sắc. Cùng với khởi động cho hoạt động du lịch, tạo khí thế phấn khởi đầu năm mới, thành phố Hội An cũng sẽ tập trung chuẩn bị các kế hoạch cho năm 2022. Trong đó, có việc đón khách du lịch quốc tế và năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam, điểm đến du lịch xanh, mà Hội An là nơi diễn ra lễ khai mạc và nhiều hoạt động sự kiện. Đối với Hội An, chúng ta là một thành phố du lịch, một cái điểm đến ưa thích của du khách quốc tế, thì chắc chắn là du khách sẽ trở lại Hội An. Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị một cách chu đáo. Năm nay thì tỉnh Quảng Nam được Trung ương chọn là nơi đăng cai năm du lịch quốc gia, và ngày 25 tháng 3 này tổ chức cái lễ khai mạc năm du lịch quốc gia tại Ga Mi vào ngày 25 tháng 3. Thì với là cái địa phương được đăng cai thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để có một cái sự kiện khai mạc ấn tượng, đặc sắc và mang đậm cái bản chất của văn hóa Quảng Nam, văn hóa Hội An. Bước vào mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Hội An sẽ tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội để từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, cả hệ thống chính trị thành phố đã quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ. Cùng với những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trên lĩnh vực xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được phát huy, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường, tạo sự đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển trong toàn đảng bộ. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự sau. Năm 2021, Đảng bộ phường Cẩm Châu là 113 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Hội An, được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương khen thưởng. Trong năm qua, Đảng bộ phường chú trọng triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận xã hội,
góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể. Trong năm 2021 thì đăng ký với thành ủy là 6 đảng viên, nhưng địa phương thì đã kết nạp được 7, vậy là vượt một chỉ tiêu. Ngoài ra trong năm thì cũng đã giới thiệu như vậy là 20 cái quần chúng để tham gia hợp tác tìm hiểu về đảng, để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo. Tại Hội An, trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, đều được quán triệt và thực hiện đúng, sáng tạo nghị quyết. Song song với công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng về tổ chức được Thành ủy Hội An quan tâm. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từ thành phố đến cơ sở, cơ cấu số lượng hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác phát triển đảng, năm 2021, số lượng đảng viên mới được kết nạp tại Hội An đã vượt chỉ tiêu đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ, đặc biệt là nhân dân thành phố đã đồng tình, hưởng ứng và chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định. Thì đối với công tác xây dựng đảng thì năm 2021 thì thành phố tập trung, trước hết là tập trung lãnh chỉ đạo triển khai để đưa nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cái chống suy thoái, về tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng. Tập trung cho vấn đề ổn định để phát triển kinh tế Hội An trong tình hình mới, trong tình hình dịch bệnh, nhằm để ổn định đời sống của nhân dân, tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Cũng trong năm 2021, các cấp ủy đảng tại Hội An đã chủ động sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân. Từ đó, những khó khăn vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đã được tháo gỡ. Công tác dân vận cũng được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bước sang năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ thành phố Hội An tiếp tục đặt ra yêu cầu chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong giai đoạn hiện nay. Cái nhiệm vụ đầu tiên đó là tập trung lãnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, làm sao để trong năm 2022 là chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh không để phát sinh và đưa kinh tế Hội An phát triển song hành cùng với việc phòng chống dịch. Cái thứ hai đó là tập trung kiện toàn xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung cho công tác tư tưởng. Thì năm nay thành ủy cũng đề ra chương trình kiểm tra giám sát quá sức chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan tâm đến những lĩnh vực nhạy cảm mà dễ phát sinh những tiêu cực, rồi thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận để xây dựng cho được cái khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt trong cái lúc dịch bệnh này. Cùng với đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thành phố Hội An cũng sẽ tập trung động viên toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, một chương trình ý nghĩa vừa được thành phố Hội An tổ chức, chương trình Xuân ấm áp, Tết yêu thương, Hội An tri ân tuyến đầu chống dịch COVID-19. Thành phố Hội An vừa tổ chức chương trình Xuân ấm áp, Tết yêu thương, tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Chương trình được tổ chức nhằm gặp mặt tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, các tổ chức cá nhân có đóng góp cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố. Qua đó, động viên tinh thần các lực lượng tiếp tục nhiệm vụ phòng chống dịch. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và tình người trong dịch bệnh, vì Hội An nhân tình thuận hậu. Hơn 2 năm qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết chung sức của cộng đồng, sự cống hiến ngày đêm song pha quên mình của các lực lượng tuyến đầu đã góp phần để thành phố Hội An cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cá nhân cũng đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân thành phố vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động nặng nề đến kinh tế xã hội của thành phố và đời sống của người dân. Bằng nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của người dân, thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, còn có sự tham gia của các lực lượng tuyến đầu, đó là các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên. Tất cả tạo thành sức mạnh đoàn kết để Hội An ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem phóng sự sau. Năm 2021, trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh, thành phố Hội An có tổng cộng 300 ca mắc COVID-19, hàng nghìn trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh phải đi cách ly tập trung. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với sự đồng tâm hiệp lực của cả cộng đồng để ứng phó, khống chế dịch bệnh. Chúng tôi triển khai rất là nhiều biện pháp, đặc biệt là chúng tôi truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm diện rộng. Từ cái đó là chúng tôi là bắt các F0 đưa đi điều trị và cách ly phong tỏa. Mặc dù vừa phải là phòng chống dịch mà chúng tôi vẫn đảm bảo có tiến độ tiêm vaccine. Chung tay cùng Hội An phòng chống dịch bệnh, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Quảng Nam, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Thánh Tông đã sẵn sàng hỗ trợ thành phố cách ly tập trung người mắc COVID-19 cũng như các trường hợp F1. Trên tuyến đầu chống dịch, ba lực lượng nòng cốt là y tế, công an và quân đội. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban ngành, các tình nguyện viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố cũng đã góp sức để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, có nhóm đã tình nguyện đảm nhận vận chuyển các trường hợp F1, F2 và cả bệnh nhân F0 khi thành phố đề nghị. Khi mà đảm nhận công việc rất là nguy hiểm này cũng lên tư tưởng tinh thần rất là chu đáo. Và một trái tim nóng và một cái đầu lạnh mới làm được những cái việc này. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, người Hội An đã và đang cùng nhau vượt qua khó khăn. Các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa từ thành phố đến các xã phường, cơ quan, doanh nghiệp để hỗ trợ nhân dân, những người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nhiều nhóm thiện nguyện tại Hội An đã đứng ra vận động hỗ trợ lương thực thực phẩm, trang thiết bị y tế, thăm hỏi, động viên tinh thần các lực lượng phòng dịch, hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, vùng bị phong tỏa. Tôi cho rằng những việc làm này rất ý nghĩa và nhân văn. Với truyền thống thuần hảo, đồng thuận và sẻ chia của người dân Hội An thì tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa trong thời gian đến. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của lực lượng tuyến đầu và sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần để Hội An chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.